xin chào cô bác anh chị em. Cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều nha. Thời gian vừa qua cô bác anh chị em luôn luôn theo dõi kênh trên máy của em. Thì cũng cảm ơn cô bác anh chị em đã đóng góp những cái ý kiến rất là bổ ích nha. Thì cũng có nhiều anh em hay nói là không có nên dùng cái từ cô bác anh chị em. Thì em không biết là cái từ đó nó có đụng chạm đến ai không hay là như thế nào đó. Tại vì lý do là đôi khi cô bác anh chị em mua máy bên em đó thì cũng người cũng rất là lớn tuổi, cũng đáng tuổi cha mình, tuổi hơn tuổi cha mình, thì có đôi khi cũng có trung niên, cũng có ngang tuổi mình, cũng có những em nhỏ, nó nhỏ hơn mình, cũng bằng tuổi đối tác của mình, nó cũng bằng tuổi con mình. Cho nên vì lý do chỗ đó mà mình tổng thể chào là cô bác anh chị em nha, cô bác anh chị em. Thành ra là anh em cô bác anh chị em đừng có thắc mắc vấn đề là cái câu nói đó nữa đó. Mình nghĩ là câu nói đó không đụng chạm đến ai đâu, tại vì mình tổng chào thì trước nhất là cô bác thì mới tên anh chị em nha. Thì tiếp tục hôm nay em quay cho quá chị em thêm động cơ là 1105 của chị em. Động cơ này thì nó tông nó 78 ly. Thì nó tầm 23 24 ngựa gì đó. Tua gì 3000, maximum có thể 3200. Đó. Thì động cơ này cũng như động cơ thường ngày em quay nó cũng rất là xuất sắc. Động cơ này bị một chỗ một chỗ đây. Còn tất cả là cực kỳ luôn. Rất là đẹp, rất là mới quá chị em nha. Đó. Có nhiều quá chị em thì cũng ở giá mình gần đôi khi mình báo giá thì cũng than phiền cao này kia nọ đó quá chị em. Nói chung là máy đẹp thì nó phải giá nó phải cao quá chị em. Máy này cục đề này đề mới quá chị em, nó màu trắng, nó không có xi vàng quá chị em. Tổng thể cục máy thì rất là ok. Đây mà 105 quá chị em. 1.123. Nó 23 24 ngựa gì đó. Cái số máy này. Mỗi cái máy số máy khác nhau quá vậy nha. 105 nè, V kép nè, H 4311 quá cho em nha. Sợ quá cho em hiểu lầm á, sau này nó có cái máy quay hoài nha. Có mỗi cái máy số máy nó khác nhau quá cho em. Mấy cái máy em đăng lên em bán hết rồi. Động cơ này thì mới mua về. Em quay cho quá anh chị em tham khảo, quá chị em nào mà đang tính mua và đang cần sử dụng đó thì mua động cơ này xài ok luôn quá chị em. Quay phía sau à. Đó là mới luôn. Quay tổng thể vòng vòng mấy chị em xem nha. Bô bọng gì các kiểu ha. Hốc tán nè. Thì cũng như mấy cái video lâu rồi mình có nói đó. Thì nếu mà cái động cơ nó còn đẹp thì nó đẹp phải đồng bộ quá nha. Nó đẹp phải đồng bộ từ phần nào tới phần nào. Nhưng mà nó đã xấu rồi thì về mình có làm cách nào nó cũng không có đẹp được quá cho em nha. Nó đẹp thì đẹp, mà nó xấu rồi là không làm cách nào cho đẹp hết á. Mình có sơn phết, có dặm, có giá chăng nữa thì cũng có phần còn lại á, nó cũng rất là xấu. Cho dù nó mới nứt sơn mà những cái bộ phận khác nó cũ rồi thì cũng không có đúng đâu quá chị em. Ví dụ như là nào đúng đấy. Đây nó có cái cầu chì, còn mấy đây thì nó kiểm định bằng nước sơn đỏ chứ nó không có cầu chì nha. Cầu chì ga maximum, ganti thì nó kiểm định bằng cái sơn đỏ. Đó, này ga không biết nhỏ lớn. Chúc đề thử nếu lớn quá gì anh em chỉnh lại nha. Còn muốn chạy ra cao nữa thì mở ra thêm quá cho em. Những coi dầu nè. Bên em lựa máy rất là kỹ lưỡng quá cho em. Con nào mà thì đa số máy em quay em hay mở này cho quá cho em thấy nè. Mở cái này ra để cho nó cái mới bên trong quá anh em nhìn dễ thấy cái phần nhôm oxy hóa đó. Em mở sẵn cho quá cho em dễ thấy ha. Bên trong quay bên trong cái tinh nó vậy đó, mới đẹp rồi nó mới vậy các bác em, nó đẹp phải là hoàn hảo hết toàn bộ nha, chứ không phải là chỉ nước sơn đẹp thôi các em. Có những cái mà chỉ trong máy có thôi chứ các bác em muốn lấy ở ngoài để vô cũng không có đâu các em nha. Thì anh em cô bác thì có nhiều anh em comment thì nói gì nói đó, nhưng mà mình làm đúng theo sự thật thôi. Cứ gửi khi em gửi máy về tới quá chị em mà quá chị em thấy không đúng game thì không cần lấy máy, quá chị em trả cọc lại để máy cho quá chị em nghe nè. Này nó cũng có tắt điện đó nha, cũng có tắt điện, có tắt cơ, có
rồi đây. Cô anh chị em muốn tắt đâu tắt. Thôi vậy đó. Nghe là máy thì bên em về mua được có một con này thôi. Máy nói chung 1 năm 1 năm mấy cái cô ta hay là các kiểu các dòng máy á. Mà giờ lựa kỹ quá cũng không có máy nhiều quá chị em ơi. Lựa hơi kỹ cho nên mình không có mua được nhiều. Chỉ có con này thôi, của anh chị em nào mà thấy hài lòng á thì ủng hộ em ok này nha. Ok này số máy số cuối đó là VKH4311 của anh em. VKH4311 ha. Đó. Mỗi máy nó đều có cái số máy nó khác nhau quá em nha. Nó không giống nhau nha. Cho nên em cô bác mà mua máy thì nhớ cái số máy này. Để người ta khi người ta gửi tới mình kiểm định có đúng gì không quá nha em ha. Rồi. Video này đến đây nha. Em cũng xin tạm dừng. Cũng xin chúc quý anh chị em thời gian qua đã theo dõi bên kênh tụi em. Chúc sức khỏe tất cả các cô anh chị em. Được nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chào. Em hẹn gặp lại quý anh chị em nhiều video sắp tới đây sẽ có nhiều video máy đẹp hơn, chất lượng hơn quá nha.